đang quay cho các bạn xem cái cửa hàng của dòng sản phẩm Ordinary nhé. Mình thấy cái dòng sản phẩm của Ordinary này xài rất là tốt, lát nữa mình sẽ test cho các bạn thử nhé. Đây là các dòng sản phẩm chăm sóc da nhé. Mình sẽ thử một cái sản phẩm chăm sóc da này. Này, sản phẩm này thì có giá là 6.800 won 30ml nhé, và size bờ của nó là 12ml. Đây là thương hiệu hàng mới. Và hiện tại thì ở Việt Nam thì bạn Hội Pháp đang cung cấp sản phẩm này cho cả cái spa và cả cái trung tâm chăm sóc da nha. Chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người bộ sản phẩm The Ordinary đang có sẵn tại shop mình nha mọi người. Thứ nhất là sản phẩm Lactic Acid 5% và HA. Thì Lactic Acid là một dạng tẩy da, dạng của AHA, phù hợp với những bạn nào có làn da nhạy cảm muốn sử dụng tẩy da chất hóa học nha mọi người. Em này thì giúp chị Thâm này làm đầy màu da, tốt ẩm nha mọi người, tới tạo bề mặt da của mình nha. Em này giá là 270.000. Tiếp theo là sản phẩm Niacinamide 10% và Ginseng 1%. Thì Niacinamide thì sản phẩm này là vừa giúp trị thâm này, làm đầy màu da, cũng như là giúp hỗ trợ trị mụn nhẹ thôi, và ngăn ngừa nguy cơ mụn xuất hiện lại nha. Em này là giá 230.000. Tiếp theo là sản phẩm HA 2% và B5. Đây, thì HA là một chất giúp dưỡng ẩm cấp nước, rất là hiệu quả cho da nha. Và kèm theo đó B5 là giúp làm dịu những làn da đang bị tổn thương và giúp tái tạo lại bề mặt da nha. Em này giá là 270.000. Tiếp theo là sản phẩm AHA 30% và BHA 2%. Đây là sản phẩm bio da nha. AHA thì giúp tẩy những cái da chết, sừng trên da nè, giúp trị thâm nè, đầy màu da nè. Còn BHA thì giúp trị mụn nè, ngăn ngừa với tắc lỗ chân lông nha mọi người. Em này vừa giúp trị thâm và giúp trị mụn luôn nha. Em này giá là 290.000. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.